Vâng, xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì em có quay cho các bác về cái mẫu xe Chevrolet Captivan với cái dòng xe 7 chỗ ngồi. Và mẫu xe này thì được của bên em được trang bị hộp số tự động với cái động cơ của nó là 2.4 nhé các bác nhé. Mẫu xe này thì có giá tại cửa hàng là 245 triệu đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển cho các bác trên toàn quốc rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0829777777 nhé. Đấy, xe thì bao cho các bác là xe tương đối cứng và liền nạc, xe có chất. Bởi vì con xe này thì em lấy về cửa hàng thì đã có dọn dẹp qua một chút rồi. Thì vì vậy là các bác nào mua về là hoàn toàn là cứ thế mà sẵn đi thôi, không phải làm gì đâu. Đấy. Đối với các dòng xe cũ thì gần như là lấy con nào về cửa hàng đều phải dọn dẹp một, thấp nhất là ví dụ đánh bóng là một, có thể là tỉa sơn hoặc đánh bóng hoặc là dọn nội thất. Đấy, cái điều ấy là điều đương nhiên, bởi vì trong quá trình sử dụng mua của người tiêu dùng về thì có thể là mình muốn đẹp lên thì phải dọn dẹp một chút thì nó mới đẹp lên được. Thì đối với mẫu xe này về cũng đã dọn dẹp rồi. Đấy, đã dọn dẹp đầy đủ hết rồi nên các bác mua về mẫu xe này hoàn toàn là không phải làm gì đối với mẫu xe này cả nhá. À, nó được trang bị hộp số tự động, form dáng cũng tương đối đẹp, 7 chỗ ngồi rộng rãi và giá thành cũng tương đối hợp lý, có hơn 200 triệu một chút thôi, một cái mẫu xe Chevrolet Captiva, dòng xe 7 chỗ ngồi cực kỳ rộng rãi này luôn nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đây, rất là rộng rãi thoải mái đối với mẫu xe này. Các bác mua về chỉ cần sử dụng thôi, không phải làm bất cứ cái gì cả. Mọi cái chi tiết của xe bên em đã kiểm tra và đã test thử rồi. Đấy, nốp nắp đẹp, 7 chỗ ngồi rộng rãi. Về đối với cái hàng ghế sau này, nếu mà các bác nào không có nhu cầu ngồi, ví dụ nhà đi 5 người thì các bác có thể gập cái hàng ghế này vào, nó coi như một cái cốp để đồ thì nó lại rất là rộng rãi đối với mẫu xe này. Nếu thiết kế về form dáng của xe này thì các bác yên tâm, form đẹp. Đấy. Khả năng chạy sướng, số tự động chị em phụ nữ cũng chạy được là bình thường. Đấy các bác nhé. Đấy, mua về chị em phụ nữ có thể là cũng chạy được. Đấy, đối với một cái mẫu xe gia đình chuẩn, form dáng đẹp và giá thành rẻ. Dòng này thì nó rẻ hơn Innova rất là nhiều. Đấy, bởi thông thường cái dòng này ít khi người ta dùng để chạy dịch vụ. Với cái bản 2.4 này thì nó tốn xăng hơn Innova nên là người ta không dùng để chạy dịch vụ. Nên là xe này là dòng xe chuyên gia đình, không có kinh doanh taxi dịch vụ gì. Đấy, và giá thành rất hợp lý, hơn 200 triệu chút thôi. Đấy, dòng Captivan 7 chỗ form dáng rất đẹp này. Đấy. Tổng thành xe thì khá là ok, khá là liền nạc đối với mẫu xe này. Rồi các bác nhìn về form dáng, đây là nội thất thì con này nó là sạch sẽ rồi, hoàn toàn là xe dọn dẹp sạch rồi, các bác về là hoàn toàn không phải làm gì đâu nhé. Để về form dáng quay cho các bác form dáng tổng thành xe đây. 61 bao rút hồ sơ cho các bác trên toàn quốc luôn nhé, con này em bao rút hồ sơ trên toàn quốc cho các bác luôn. Gương cục điện đầy đủ hết nhé, gương cục điện tự đứng tự động hết nhé các bác nhé. Đấy. Đây các bác nhìn form dáng tổng thành của xe đây, một cái mẫu xe form dáng xe gia đình, form dáng rất là đẹp và giá tiền rất rẻ, chỉ có 245 triệu thôi. Đấy, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc rồi. Các bác ở khu vực phía Bắc này thì em sẽ bớt cho các bác tiền vận chuyển là 5 triệu đồng. Đấy. Đây các bác nhìn đây, đấy, form dáng đây, form dáng của xe đây các bác nhé. Cho các bác xem về phần khoang máy xe của xe luôn này. Đây, động cơ, khối động cơ 2.4 của con Chevrolet Captiva. Đấy. Với cái mẫu xe này thì cái khả năng vận hành của nó cũng tương đối tốt, khỏe nhé. Máy gầm thì chạy tương đối chất luôn nhé các bác nhé. Đấy. Máy khô ráo, qua máy sạch sẽ luôn các bác. Đấy, tổng thành xe thì cũng tương đối ok đối với một cái mẫu xe gia đình và giá tiền rất hợp lý cho các bác, chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Đấy, mà đó là mẫu xe Chevrolet Captiva này. Đấy, bác nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này về để đi gia đình thì vui lòng có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0829777777 nhé. Đấy, giá hợp lý cho các bác mua cái mẫu xe này. Và chi tiết thì các bác có thể nhắn tin vào Zalo của em là 0829777777, lấy số Zalo của em luôn, nhắn tin và em sẽ gửi hình ảnh cho các bác luôn về cái mẫu xe này nhé. Cái mẫu xe rất đẹp và giá thành rất hợp lý. Vâng, xin chào và toàn thể các bác đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé.